để các bạn đi lại clip của mình nó xong, các bạn thấy hay các bạn nhấn subscribe và subscribe. Cái bên cái nút subscribe nó có cái chuông, các bạn nhấn cái chuông đó để khi mình có clip mới á các bạn sẽ được thông báo nha. Chào các bạn.